Trời. Hôm nay chồng mình sẽ chiết nhánh cây táo nha. Hôm nay là ngày lễ Chu Lai Pho, hai chồng ra ngoài này để mà chiết nhánh táo. Và bây giờ thì chồng mình sẽ tiến hành cái cắt cái thân nha. Cái này cái cây táo này Tú có trên cái ngọn luôn á, mình cắt cái thân ở trên cái đầu của cái ngọn. Hồi ngày hôm qua thì cái video hồi ngày hôm qua là chồng mình làm đi về tối quá nên á mình quay cái video hôm qua là nó tối, tại vì mình chiết cây hôm qua mình quay nó tối, còn hôm nay ngày lễ chồng mình được nghỉ nên mình nói với chồng mình đi ra ngoài này để chiết như vậy để cho tất cả mọi người đều thấy nha. Đó thì bây giờ chồng mình sẽ gạch xuống một đường vậy để mà test cái thân ra, test cái vỏ của cái thân cây nha các bạn. Cái cây táo này gai dữ dằn luôn á, chiết cái cây này cũng cả một vấn đề. Khi mà làm là các bạn phải diệt trùng cái cây dao của mình nha, mà cái cây dao nó phải thật là bén. Đứng ở trên cao như thế này gió nó bê mình muốn ngã luôn á các bạn. Đó thì chồng mình sẽ cạo như thế để cho nó có cái ma sát cái vỏ bên trong á, mình cũng phải ấy cho nó sạch nha. Các bạn nhớ là mình sẽ cạo cho đều cái thân cây như thế nha, để khi mà mình để cái thuốc kích rễ vô á thì nó sẽ mau phát triển nha.
Dạ, bây giờ thì chồng mình đã cạo xong cái thân nó như thế này rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái cây táo nha. Cái cây táo là cây táo chuchubi của mình nè. Đó, cái cây táo nó đang ra trái rất là lớn như thế này đây. Đây là ở trên cái ngọn cây nha. Mình bắt cái cầu thang lên cao á, mình đưa cho các bạn xem. Thì cái thân cây này nè, thay vì á là mình cắt nó cao quá, mình muốn cho nó nằm thấp thấp ở bên dưới, nên mình cắt cái ở bên trên cái ngọn của nó. Thì Cindy nói với chồng Cindy để mà mình chiết cái nhánh này để cho các cô chú anh chị, các bạn và tất cả các bạn xem mình chiết cái nhánh cây táo như thế nào nha. Và khi hôm nay là ngày lễ July 4 thì mình chiết cái cây táo này, mình coi thử coi khoảng bao lâu nó mới có rễ nha. Thì trong vườn nhà mình có bao nhiêu cây thì mình sẽ chiết hết, mình chiết hết, tại vì lúc này mình chiết để khi mà mùa đông gì đó mà nó có rễ thì mình sẽ cắt đem xuống để mà mình trồng tiếp tục nha. Thì cái cây mà chiết á, lúc nào nó cũng sẽ trồng xuống, nó sẽ tốt hơn là cái cây mà mình ghép. Cho nên nó mình biết cái loại táo hoặc là loại trái cây nào ngon thì mình muốn lấy cái giống của nó lại, mình sẽ dùng cách là mình chiết nha. Các bạn nhìn xem cái cây táo của nhà mình á, thì trái nó rất là lớn như thế này đây. Nhưng mình nói với chồng mình chiết đi anh, chiết thử đi, coi thử coi nó như thế nào. Nếu mà nó có kết quả tốt á, thì mình sẽ được thêm một cái cây để mà mình trồng xuống. Lần này là mình sẽ trồng xuống dưới đất luôn nha. Tại vì á, khi mà mình trồng chậu á, là mình thấy á, là cây nào ngon mình sẽ giữ lại, mình làm giống cây đó. Thì lần sau mình trồng á, là mình sẽ để xuống dưới đất luôn, mình không có trồng chậu nữa. Tại mình muốn cho có trái ăn nhiều đó, nên mình sẽ lấy một cái cây chiết, mình sẽ để xuống dưới đất nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là chồng của mình, ổng sẽ trộn đất để mà cho vô bầu, để mà mình túm lên cái ngay cái thân của nó nè. Đó, mình sẽ túm lên cái thân của nó để cho nó mọc rễ ra nha. Dạ, bây giờ thì Cindy sẽ quay cho các bạn, các cô chú anh chị xem cái cách mà chồng của mình sẽ làm cái bọc như thế nào nha. Đây, mình có một cái bọc như thế này, thì chồng của Cindy cắt đôi cái bọc ra, rồi mới dùng cái băng keo đen để mà mình định hình cho một bên nha. Và đây là cái băng keo đen, thì chồng của mình định hình cho một bên của cái góc bọc, để khi mà mình nối hai cái đầu của nó lại á thì nó sẽ dễ. Đây gì nè, các bạn sẽ thấy dễ hơn. Thì chồng của Cindy sẽ định hình một cái đầu bọc như thế này. Mình phải để lên bên trên cái gì mình kê lên nha các bạn. Tại vì mình để bên dưới, nếu mà bọc của mình nó bị dính mấy cái bụi á, thì cái băng keo này nó sẽ không có kết dính khi mà mình nối hai cái đầu của nó lại nha. Cho nên mình phải để lên trên cái ghế hoặc là cái chỗ nào mà nó cao á, để mình ấy vậy là mình định hình cái đầu bọc. Là cái đầu bọc này để sau này mình nối hai cái đầu lại cho nó dính với nhau đó nha. Đây là mình sẽ chia sẻ một cách kỹ càng. Có nhiều bạn vô á, comment á, chửi mình kỳ cục hết sức luôn. Mình không có muốn chia sẻ lại một chút nào luôn á. Nhưng mà mình thấy thôi đi, chết thì cũng không có mang theo được gì. Thì bây giờ nó là cái lằn mí nó như thế này đây. Cái lằn bọc của nó như thế này đây. Đó, thì đây là cái lằn bọc, lằn mí của nó như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lên mình làm thêm tiếp nha.
Thì bây giờ chồng của Cindy sẽ túm lại cho các cô chú các bạn xem nha. Các cô chú anh chị các bạn xem. Mình cũng hát chồng mình đây. Đó, thì bây giờ cái bọc nó đã như vậy thì mình sẽ túm vô cái thân của nó như vậy. Rồi mình sẽ nối hai cái đầu bọc của nó lại. Mình sẽ nối lại hai cái đầu bọc của nó với nhau. Mình sẽ dán lại nha. Đó, và mình sẽ dán định hình như vậy. Mình chia sẻ một cách nhiệt tình thật lòng để mà cho các bạn, các cô chú anh chị xem, để mà khi mà mình chiết nhánh thì mình cũng làm giống như vậy thì nó sẽ tiện và dễ dàng cho mình làm thành công hơn nha. Thì bây giờ đã nối hai cái đầu bọc như vậy quấn vào trong cái thân cây. Cái đó thì chồng của Cindy sẽ túm ở bên dưới cái gốc. Chồng của Cindy sẽ túm ở bên dưới cái gốc bọc trước. Mình buộc lại, mình định hình cái thân nó trước nha. Đó, sẽ túm như thế. Phần trên đây, đó. Nó có một cái bầu tròn như vậy. Thì mình sẽ dùng cái dây mình buộc lại nha. Mình buộc định hình. Nếu mà các bạn có dây á thì buộc dây như thế nào cũng được. Còn đây là mình có cái cọng dây mũ như vậy nè. Mình buộc rất là tiện luôn. Mình chỉ xỏ qua, mình kéo lại là mình sẽ rút nhanh lắm, mà nó cũng không có mất nhiều thời gian mình quấn nữa nha. Đó, cái cọng dây mũ như thế này đây. Thì bây giờ trên đây á, là mình sẽ căng xứng coi cái độ của nó như thế nào. Rồi mình sẽ buộc chặt ở bên dưới lại luôn nha. Buộc chặt ở bên dưới để mình định hình cố định nó không có còn lung lay đó. Rồi, thì bây giờ tới tiến hành tới cái phần mà trộn đất và dùng cái rễ... Cái hũ thuốc kích rễ để mà làm nha. Thì giờ chồng của Cindy sẽ tiến hành cái cách mà để mà mình ấy thuốc kích rễ nha. Chồng mình cắt bỏ cái cọng dây dư đó các bạn. Rồi thì mình sẽ kéo xuống như thế. Đó, các bạn thấy mình đã có cái bầu cố định như thế rồi. Thì cái phần tiếp theo là mình sẽ làm gì nha. Chồng mình sẽ có một cái phanh chuối nhỏ như thế này đây. Rồi, bây giờ chồng mình sẽ lấy cái phanh chuối này ra, tét ra và sẽ chà lên trên cái chỗ mà mình mới vừa cắt á. Đó, chồng mình sẽ chà như thế. Chuối này nó cũng làm cho mau ra rễ nha các bạn. Mình sẽ chà cho đều hết luôn. Từ ở bên ngay chân chỗ cái dấu cắt và ở bên trên cái dấu cắt một tí luôn nha. Cindy cũng sẽ chèn cái video hồi ngày hôm qua mà hai vợ chồng làm cái cây đó vào buổi tối đó. Thì Cindy cũng sẽ chèn cái video đó vô để cho các bạn, các cô chú xem. Sáng nay thì mình nói là đi ra làm chắc sáng như vậy đi. Để mình quay lại mình thấy nó rõ hơn. Ngày hôm qua mình làm thấy nó không có rõ. Thì hôm nay chồng mình với mình cũng tiến hành đi ra đây để mà quay cái video lại cho các bạn, các cô chú anh chị xem cái cách mình chiết nhánh nha. Thì bây giờ chồng mình đã làm cho nó hoàn tất cái chà chuối như thế này rồi. Kế tiếp đó thì Cindy sẽ dùng cái hũ này nè. Cái hũ kích rễ này nè. Thì cái hũ kích rễ này thì mình cũng đã có nói vào cái video trước đây rồi, là mình cũng mua ở ngay chân chỗ nhà vườn người ta bán á. Người ta bán cái giống đó. Thì cái hũ này ở trong đó họ bán nha. Rồi thì chồng mình sẽ tha cái hũ kích rễ này lên. Đây, đó, chồng mình sẽ chấm như thế và để lên đây. Mình quay cận kẽ như vậy mà các bạn làm không được nữa thì cũng mình không biết sao nha. Nhưng mà cũng đừng có đi vô comment bình luận mà nói nhiều câu khó nghe.
Nếu mà mình làm không được á, là tại vì mình không có đi đúng cái quy trình cho nên mình làm không được, chứ không phải người ta không hướng dẫn cặn kẽ nha. Tại vì có nhiều người vô nói nhiều câu kỳ lắm. Mình lên đây mình xem cho vui thôi, tham khảo xem cho vui. Nếu mà không thích thì lướt qua. Chứ mình xem mà có bao nhiêu ngàn kênh YouTube để mà họ quay, họ làm, họ hướng dẫn, thì mình cảm thấy mình xem được cái nào thì mình xem. Còn nếu mà các cô chú, các bạn mà nếu mà đã có kinh nghiệm á, thì cũng lên đây để chia sẻ cho mọi người cùng đồng hành cùng mình nha. Tại vì á, khi mà thành công á thì mình mới chia sẻ, còn không thành công mình không có chia sẻ. Có nhiều người vô quá chửi quá vì như vậy á, mà có nhiều người không có muốn chia sẻ cho các bạn xem. Không có ai đem cái nồi cơm của mình ra mà đặt cái nồi cơm của mình đâu, cho nên không có ai cần phải chia sẻ hết. Làm được thì làm không được thì thôi. Mình á, thì mình chia sẻ kỹ càng á, thì nói mình á, đi vô câu like câu view. Mình cũng đâu có tính tiền được YouTube được cái gì đâu mà câu like với câu view. Tại vì mình mê mình mới làm như thế này thôi. Thì quá trình mà chồng mình đã chét cái thuốc kích rễ lên cho nó đều với cái gốc của nó như thế này đây. Tại vì mình đứng mình quay gì mỏi tay quá, mình dùng cái điện thoại mình quay đó các bạn, mà mình đứng tuốt ở trên cái ngọn cao luôn chứ không phải là ở bên dưới đâu. Mình một tay á, là mình phải bợ tiếp cái nhánh cây nó đã tủa ra, một tay mình đứng quay mình chồm tới như vậy rất là mỏi luôn á. Thì cái quá trình trộn đất để mà túm lên trên cái bầu cây, đây là cái phân potting mix. Potting mix này là cái bao phân này là ở bên trong nó có sơ dừa nhiều hơn nha. Cho nên nó ngày hôm qua thì mình cũng lấy hết một mớ mình làm, mình chiết cái cây hôm qua với chiều tối hôm qua rồi. Hôm nay thì mình cũng lấy cái bao này mình làm tiếp. Thì cái bao này nó giờ nó là 8.8 nha. Ở bên trong đây, đây là cái sơ dừa. Đó các bạn thấy không? Nó là cái sơ dừa như thế đó. Thì bây giờ đổ ra nè, các bạn nhìn xem nè, cái sơ dừa như thế này đây. Ở bên trong này nó cũng có gồm là có phân ở trong đó luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng nước. Mình dùng nước để mà mình bóp nhồi lại mà lấy cái số lượng mà nước vừa phải nha. Nước vừa phải để mà mình ấy thôi. Mình dùng nước nhiều quá cũng không được nha. Rồi thì chồng mình sẽ, ổng sẽ bóp như thế này, ổng dắt thử coi nước nó chảy như thế nào cho nó vừa. Thì cái số lượng nước như vậy là đã vừa rồi. Đây, đó là chồng mình bóp ra đó, nước nó như thế này thôi. Là mình đã thấy là bên trong nó đủ cái độ ẩm rồi, đủ cái độ nước rồi. Thì bây giờ cái bọc nó như thế này đây. Cindy tiếp chồng Cindy. Mình sẽ để như thế này đây, đó. Mình banh ra như thế này để mà để đất vô nha. Rồi. Mình sẽ để đất vào trong. Rồi. Thì cái bầu đất như thế này nè.
Thì bây giờ chồng của mình sẽ túm cái bầu gốc của nó lại. Mình sẽ túm cho nó đều ra hết vòng tròn đó luôn nha. Rồi cái đó thì mình sẽ dùng cái dây mình buộc lại, mình định hình lại. Thì sau khi mình tán cho nó đều cái phân ra hết vòng tròn như thế thì chồng mình sẽ túm buộc lại cái bầu của nó lại, buộc cứng lại nha các bạn. Nhớ là mình khi mà mình buộc là mình buộc cứng chứ không có buộc hỏng nha. Mình buộc thật là chặt luôn nha. Cũng dùng một cái sợi dây đen đó để mà mình buộc rút nó lại. Bạn nhớ là phải buộc cho nó thật là chặt như thế này nha. Cái lượng nước ở trong cái bầu này là nó đủ cho một cái bầu nước như thế này rồi nè, một cái bầu tròn như thế này rồi nè. Mình định hình mình buộc cho nó thật là chặt lại. Khi mà mình buộc đã chặt như thế rồi á thì cắt bỏ cái đầu nối ở bên trên. À, rồi kế đó mình sẽ dùng cái tờ giấy bạc mình quấn tròn lại nha. Rồi thì sẽ dùng cái tờ giấy bạc bao tròn xung quanh cái góc của nó, bao tròn xung quanh cái bầu của đất lại. Nó hơi rất là khó làm luôn đó các bạn, vì ở trên cái ngọn cao mà đứng thì nó cũng khó khăn, khi mà làm nó cũng khó khăn lắm luôn. Thì bây giờ chồng mình sẽ túm tròn lại nha. Nhớ là túm tròn lại, nếu mà nó không có đủ giấy là mình phải quấn hai tờ giấy nha các bạn. Đó, mình quấn túm tròn lại như vậy để mà cái độ tối nó phủ đều hết luôn nha. Nó có cái sự tối như vậy đó, cái rễ nó mới chích ra được cái rễ nha các bạn. Công dụng của tờ giấy bạc là như thế đó, là mình quấn nó lại để cho nó tối, nó có cái độ ẩm. Và đây là cũng là hoàn tất cái cây thứ hai. Cây hôm qua là cây đầu tiên, còn cây này là cây thứ hai. Rồi thì đây đã hoàn tất được cái cây nó như thế này. Đây là mình đã chia sẻ cái cách mà mình chiết cái cây táo hoặc là tất cả các loại cây như thế nào, thì Cindy cũng đã hướng dẫn kỹ càng như thế này rồi. Thì những cái cây còn lại mình cũng sẽ làm y như vậy luôn nha.
Hôm nay chồng của Cindy đang chiết nhánh cái cây táo, cái tay cây táo tàu nè, cái cây táo mà Cindy nói là cái cây honey. Cái cây này chồng của Cindy đang chuẩn bị chiết nè, mà giờ này tối rồi nên Cindy không có kịp quay á, nên giờ ảnh cũng làm giống như cái cây tắc mà bây giờ ảnh đang chuẩn bị đồ để ảnh chiết nè. Thì mình cho các bạn xem cái cây táo hiện chồng mình đang chiết nha. Và mình cũng tư chồng mình chiết hết tất cả những cây táo kia. Nó là cái cây chiết đó, nó sẽ rất là tốt hơn là cái cây ghép nha. Đây là cái cây mà trước khi mình chiết á, là cây nó đang có trái như thế này đây nè. Cây nó đang có trái thì mình cắt cái nhánh này ra, mình bỏ cái nhánh này. Cây cũng đang vừa có trái mà vừa đang có bông nè các bạn. Thì Cindy cắt bỏ cái này, bỏ luôn cái nhánh này thì mới có cái chỗ để mình quấn cái bầu đất vô nha. Hôm nay là 3 tay tháng 7 thì ngày mai là 4 tay tháng 7 July 4. Thì mình chiết cái cây này vào ngày 3 tay tháng 7 nha. Để mình nhớ cái ngày này coi thử coi khoảng bao lâu nó mới có rễ nha. Dạ rồi, đây là cái cây chiết hoàn tất, nó lại thành như thế này đây. Thì nếu mà buổi sáng mà còn thời gian thì mình kêu ảnh chiết luôn mấy cây còn lại và chiết luôn cái chanh thái nha. Thì bây giờ Cindy sẽ kêu chồng Cindy chiết cái cây chanh số 8 nha. Bây giờ trước khi chiết thì Cindy sẽ quay cho các bạn xem một vòng về cái cây chanh số 8. Đây, chanh số 8 nó đang ở dưới cái gốc cái phần này. Cái phần này mình có thể mình chiết ra được hai nhánh như thế này, là cái phần ở dưới gốc của nó đây, là mình có thể mình chiết ra hai nhánh, trong khi ở dưới gốc như thế này thôi mà các bạn nhìn xem cái cây của mình trái nó như thế này đây, trái nó như thế này đây. Rồi mình sẽ quay lên cho các bạn xem phần ở bên trên. Hiện thì bây giờ cây đang có trái nha, cây nó rất là cao, gốc của nó thì nó cũng rất là lớn, và hôm nay trái thì nó cũng rất là nhiều. Trái này là làm muối tiêu chanh mà nặng cái trái chanh thái này vô ăn rất là thơm, rất là ngon luôn. Thì đây nè, đó các bạn thấy không, chanh của mình là trái chùm chùm như thế này đây. Đây là cái cây chanh thái nha. Đây, Cindy sẽ leo lên tuốt ở trên quay xuống cho các bạn xem. Thì cái cây chanh thái của Cindy nè, các bạn thấy không, cây thì nó lớn, trái thì nó cũng rất là nhiều như thế này đây. Thì hôm nay Cindy cũng sẽ chiết cái cây này, cái cây chanh thái nè, các bạn thấy đó, trái rất là nhiều trái luôn. Mình sẽ chiết cái cây chanh thái này ra nhiều cây nhỏ nha. Cho nên thì Cindy sẽ quay cho các bạn xem như thế này thôi. Rồi cái đó thì mình tiến hành vào cái chiết nha. Trước khi chiết thì Cindy sẽ quay hết tất cả các cây mà có trái như thế này. Các bạn thấy không? Trái nó ra chùm chùm như thế này đây. Trái của nó rất là thơm. Thì bây giờ chồng của Cindy sẽ tiến hành chiết cái cây này nha. Tại sẵn chiết thì chiết cho các bạn, các cô chú xem là mình trong vườn nhà mình thì mình chiết cây thì mình sẽ chỉ cần một thao tác giống như nhau thôi mà mình chiết được tất cả các loại cây luôn. Đây là cái cây chanh thái của mình đó, đang ra trái rất là nhiều, mà hiện tại thì nó cũng đang ra hoa nữa nè nha. Thì giờ chồng mình sẽ bắt tay tiến hành chiết nhánh nha. Chồng mình sẽ tiến hành cái cắt thân nha.
mình sẽ tét cái vỏ nó ra như thế đó. Nhưng mà nhớ luôn luôn cái cây lúc nào nó cũng là cái cây dao thật là bén nha. Cái cây chanh Thái này á là nó gai dữ dằn luôn đó các bạn. Nó gai từ cái lá nó luôn nha, mỗi cái lá là nó có hai cái gai nhỏ đó, cẩn thận. Trước khi mình làm cái này là mình đã cắt gai vòng tròn hết rồi. Tại vì cái gai của nó là gai dữ dằn lắm. Mà gai nó nhỏ xíu à, cái cây nào mãi lắm á là nó mới ấy ra thì cái gai nó dài nha, chứ mà mấy cái gai mà nó trong lá nó mới nhố ra cái gai của nó nhỏ xíu à, nó nằm ở hai bên cái ngạch lá đó các bạn. Giờ này các bạn có nghe cái tiếng ve nó kêu không? Ra ngoài sau này mà nghe cái tiếng ve nó kêu mình nhớ Việt Nam thôi là nhớ luôn. Thì cũng thao tác, mình cũng tha chuối dòng cái thân này nha. Chanh Thái là khoảng 2 tháng là cây nó đã ra rễ nha các bạn. Còn cây táo thì mình chưa biết khi nào nó mới ra rễ. Thì trước khi để đất đó, thì mình cũng muốn quay một cái vòng tròn như thế này cho các bạn cùng xem. Là cái khi mà mình để thuốc là phải để cho nó đều hết luôn. Đó, mình để thuốc là mình sẽ ấy cho nó đều hết ở trên cái gốc cây. Ngay chăng cái gốc mà mình mới vừa cắt đó, mình sẽ tha thuốc cho nó đều hết như thế này. Cái phần thuốc đó nó nằm ở trong cái bọc như thế này nè. Thì khi mà mình để đất vào đó các bạn, nó sẽ có nước nó hòa tan cái thuốc này ở trong cái đất luôn. Cho nên nó làm cho cái rễ mau phát triển nhiều hơn nữa nha. Chứ không phải là để như vậy là bỏ đó nha các bạn. Thì bây giờ chồng mình sẽ để đất vào. Thank you.
mình lòn cái giấy bạc vô để mà mình chụp lại cái bầu đất. Nói cái bầu không rõ rồi á, nhiều nhiều bạn vô á bắt lỗi nữa. Mình chụp vào cái bầu để mà cho nó lấy cái độ tối. Cây này rất là khó làm. Nó vừa bị gai mà nó nằm ở bên dưới cái ngập nữa, cho nên nó rất là khó. Thì từ hồi sớm tới giờ thì chồng mình cũng chiết được 2-3 nhánh rồi. Đây là cái nhánh cây táo. Cái nhánh cây táo này là cây táo hơi nì. Mình sẽ kêu chồng mình sẽ chiết luôn một cái nhánh cây này là cái cây táo 866. Hiện tại thì nó vừa có trái mà nó vừa ra bông. Cái phần nhánh này á là cái phần nhánh của cái cây, nó đang có cái cây phụ bên ngoài nè, cái nhánh của nó nè, thì nó đã lên như vậy. Và những cái nhánh non như thế này đây đang ra bông rất là nhiều, đang ra bông rất là nhiều, mà cái nhánh này nó đã nằm quằn xuống như thế này. Thay vì Cindy cắt bỏ, nhưng Cindy không cắt, Cindy sẽ dùng cái này để mà Cindy sẽ chiết thêm một cái cây táo 866 này nữa nha. Các bạn xem, hiện tại thì cái cây 866 nó đang ra hoa cũng còn rất rất là nhiều luôn. Nó đang ra hoa cũng còn rất là nhiều. Có một số hoa đã ra đợt đầu thì nó đã có trái rồi. Nó đã có trái rồi. Thì mình sẽ chiết luôn cái nhánh cây 866 này luôn. Và chiết luôn cái nhánh cây táo sugarcane này nè. Mình đã cắt cái dòng ở trên đây nè, là mình sẽ chiết cái gốc này đi lên trên ngọn luôn. Còn cái cây jujube thì Cindy cũng mới vừa làm xong. Các bạn thấy không, cái táo hiện đang ra trái rất là nhiều, trái rất là lớn. Thì Cindy sẽ bắt tay vào chiết hết tất cả các cây này, chồng của Cindy chiết. Mà bây giờ các bạn xem nè, cây thì trái nó đang ra rất là lớn. Nhánh non ra, thì từ cái nhánh non, nhánh nào nó cũng có ra hoa như thế này đây. Mình cũng chia sẻ cái cách để mà chiết nhánh cây táo, chiết nhánh chanh thái, chiết nhánh cây, những cây nào trong vườn nhà mình cần chiết đó, thì mình chỉ có một cái thao tác như thế thôi. Táo hiện tại thì đang ra trái rất là nhiều. Và Cindy sẽ quay cho các cô chú, các bạn xem cái cây táo thái mà bạn của Cindy đã chiết cho Cindy nha. Đây là cái cây táo mà bạn của Cindy chiết cho Cindy. Các bạn thấy cái gốc táo nó rất là lớn. Đây là cái cây táo thái nha. Hiện tại thì nó đang ra lá non như thế này. Thì Cindy cũng hỏi cái cách để mà chiết cái cây táo như thế nào, thì bạn của Cindy cũng hướng dẫn cho Cindy chiết như vậy. Đây là cái cây mà bạn Cindy chiết để mà tặng cho Cindy. Hôm nay nó ra như thế này đây, rất là tốt luôn. Thì Cindy lấy cái cách sử dụng của người bạn đó, cái cách thức mà để mà chiết nhánh cây táo thái này như thế nào, thì Cindy cũng áp dụng cho cái cây táo của Cindy. Thì cái cây táo thái đó, bạn của Cindy hướng dẫn cho chồng của Cindy cái cách để mà chiết, cho nên đó, Cindy cũng lấy cái cách đó để mà chiết cây cho cây táo của Cindy.
Và những cái cây ở bên trong nhà, bên trong nhà của Cindy, mà những cái cây nào mà Cindy muốn cần chiếc á, thì Cindy cũng đã hướng dẫn cặn kẽ như thế rồi. Chúc cho các bạn chiếc nhánh thành công nha. Và Cindy sẽ hẹn các bạn vào cái video kế tiếp, để khi nào mà cây mà nó có phát triển mà có rễ á, thì Cindy sẽ ra quay để mà cho các bạn xem cái thành tích tốt của mình như thế nào nha. Chúc cho các bạn được một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cindy xin hẹn các bạn vào cái video kế tiếp. Cindy sẽ chia sẻ những cây mà mình có hôm nay, hoặc là về sau cây của mình nó phát triển như thế nào, Cindy sẽ quay chia sẻ lại cho các bạn, các cô chú anh chị xem nha. Hẹn các bạn vào cái video kế tiếp của Cindy. Chúc cho các bạn được một ngày thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc.